Bên trong bộ bài truy nã của anh biết có cái gì? Có 52 lá bài và nơi cướp biển là người tốt. Thằng nào có truy nã càng cao thì càng đáng tự hào trên thế giới. Hộp, bóc hộp, đập hộp, lấy bài. Xẻ siêu. Đây chính là mặt sau, toàn bộ đều như là một hết. Các bạn cũng có thể bỏ vô album One Piece để sưu tập. Đây là mặt trước. Mặt trước bao gồm rất là nhiều truy nã. Có vẻ như khá lâu rồi vì Luffy này chỉ có 400 triệu mà thôi. Ranky, Thánh Enel cùng rất là nhiều nhân vật khác có truy nã. Quả này là trước khi đến đảo ảnh rồi các bạn ơi. Có rất nhiều nhân vật khác nhau nhưng rõ ràng không có hải quân trong này. Vì, à có Smoker sẽ là chấm hỏi nè. Đây chính là một bộ bài truy nã thông thường. Thằng đầu đỏ này nhìn giống gì nhỉ? Giống gà nhà bay. Nó không có cái đầu đỏ như vậy nè, đó. Ê, gà lại nói chuyện coi. Gà, con này có nguyên dàn harem đó bạn.